Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ để mà cùng đến với gameplay về Jhin, cái vị tướng đấu sĩ vừa mới được cho ra mắt ở trong máy chủ thử nghiệm. Và với cái bộ kỹ năng của anh ta, có thể nói là anh ta là gọi là chúa tể solo. Cái vị tướng có thể nói gọi là đấu 1v1 giống như kiểu gọi là những cái người chơi Việt Nam chúng ta hay gạ kèo là mày có tuổi thì mày vào đây solo với tao. Thì đó chính là cái vị tướng Jhin vừa mới được cho ra mắt ở trong cái máy chủ thử nghiệm của tựa game Mobile Legends này. Thì như những gì anh em đang nhìn thấy, đó chính là ngoại hình in-game của cái vị tướng Jhin cùng với cái bộ kỹ năng của anh ta. Jhin thì có cho mình đó là một cái mái tóc dài được tết đằng sau màu vàng. Bộ trang phục của Jhin thì sẽ là cởi trần phía bên trên và mặc cho mình đó là một cái quần màu đỏ cam, giống như quần màu của Son Goku ấy. Ở trên tay của Jhin thì có cho mình đó là những cái vòng, nó gọi là cái kim luân. Ở trong này nó gọi là cái kim luân anh em ạ, được đeo ở hai bên tay của Jhin. Và những cái đòn đánh thường của Jhin anh em có thể nhìn thấy đó là những cái cú đấm và những cái cú đá đến từ cái ngoại hình cũng như là cái hiệu ứng kỹ năng của cái vị tướng mới được cho ra mắt, cái chất tướng đấu sĩ này. Thì như có chia sẻ với các bạn, cái vị tướng Jhin này là một cái vị tướng nó thuần về cái việc solo 1v1 ở trong những cái trận đấu. Cho nên là cái bộ kỹ năng của anh ta được Moon Tool thiết kế sao cho nó cực kỳ phù hợp ở trong những cái trận đấu, trong những cái tình huống solo 1v1 luôn. Và ở đây để Mỡ sẽ giới thiệu thật nhanh cho anh em trước khi mà chúng ta đến với đó là gameplay về Jhin, để xem sức mạnh của anh ta sẽ là như thế nào trong thực chiến nha. Đầu tiên thì chiêu 1 của Jhin cơ chế rất đơn giản với cái tên gọi là cú đấm uy quyền. Jhin sẽ tăng thêm 4% tốc chạy trong 2 giây. Dùng lần nữa thì Jhin sẽ tung một quyền tới phía trước và gây 335 cộng với 30 điểm sát thương vật lý. Rồi khi mà kích hoạt thì Jhin sẽ được tăng tốc độ di chuyển sẽ là như thế này. Và nếu như mà có mục tiêu ấy thì Jhin nó sẽ như thế này. Tăng tốc độ di chuyển này, áp sát này. Đó, anh em có thể thấy đúng không ạ? Jhin sẽ gọi là lao đến mục tiêu và đấm, kèm theo đó là một cú đấm cường hóa. Đó, anh em nhìn kỹ này. Đó, anh ta đấm thử một cái và sau đó anh ta đấm thêm một cái lần cú đấm gọi là sát thương chính lên vào cái mục tiêu. Đó, kỹ năng này có thể được đánh giá là một trong những cái kỹ năng mà áp sát kẻ địch tương đối nhanh. Với cả cái thời gian hồi chiêu đến từ cái chiêu 1 của cái vị tướng Jhin này, hồi chiêu cũng khá là nhanh. Nó chỉ rơi vào khoảng độ tầm từ 4 đến 5 giây mà thôi. Và quan trọng nhất có một điều mà Mỡ chưa kể đến cho anh em, đó chính là cái kỹ năng này của cái Jhin, cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Jhin không yêu cầu và đòi hỏi mana. Nó giống như là cái vị tướng châu vậy. Cho nên chúng ta sẽ rất thoải mái trong cái việc chơi cũng như là sử dụng bộ kỹ năng của cái vị tướng này. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái việc là thời gian hồi chiêu của kỹ năng bộ vị tướng này là bao nhiêu mà thôi. Rồi, chiêu thứ hai của Jhin có tên gọi là cái vụ nổ chớp nhoáng. Thì khi mà thi triển thì Jhin sẽ lướt đi theo một cái đường thẳng. Và sau khoảng 1 giây sau đó, khoảng hình như là 0.8 cho đến 1 giây ý, thì cái vòng kim luân ở trên tay của Jhin sẽ bay trở lại anh ta và sẽ làm cho những cái mục tiêu ở trên cái đường mà cái vòng kim luân đấy nó quay trở lại. Đây, lướt này, kim luân này, đó, quay trở lại đối với Jhin. Thì cơ chế của cái kỹ năng này nó sẽ là như sau. Sẽ có những cái mục tiêu được gọi là đứng ở trên đường thẳng mà Jhin lướt qua, đúng không? Lướt này, lướt, gây sát thương lần 1. Và lần thứ hai cái vòng kim luân thu về Jhin cũng gây sát thương, kèm theo đó là làm cho những cái mục tiêu mà vị tướng này lướt qua. Đó. Cái chiêu cuối của Jhin có tên gọi là đến lượt tôi. Hồi chiêu nó rơi vào khoảng 42 giây. Ở level đầu tiên, Jhin sẽ kéo một tướng đối phương chỉ định vào lãnh địa của bản thân trong 8 giây và biến thành Lie. Trong lãnh địa này, cả hai không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng của các tướng khác. Và nếu như hạ gục được mục tiêu, Jhin sẽ thoát khỏi lãnh địa, làm mới hồi chiêu của các kỹ năng thường, đồng thời tiếp tục thi đấu dưới hình dạng của Lie trong 8 giây. Thì về cơ bản là kỹ năng này sẽ cần mục tiêu, anh em nha. Cơ chế của kỹ năng này sẽ là như sau. Jhin
khóa vào một mục tiêu mà anh ta muốn chọn, và sau đó tiến vào cái lãnh địa của bản thân anh ta. Anh ta biến thành Lie, và đây chính là lãnh địa của cái vị tướng Yin này, hay còn gọi cách khác là Lie. Và sau một cái khoảng thời gian chúng ta đứng trong lãnh địa thì chúng ta có được cho mình một cái sự thoát ra. Nếu như mà chúng ta không thể hạ gục được kẻ địch, và kẻ địch cũng không thể hạ gục đi được chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta hạ gục được kẻ địch thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi lãnh địa sớm hơn, và chúng ta duy trì được hình dạng của Lie trong vòng 8 giây tiếp theo. Còn nếu như mà kẻ địch hạ gục được chúng ta thì chúng cũng sẽ thoát được ra khỏi cái lãnh địa này, và chúng ta lên bảng điểm số. Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thì ở trong cái chiêu cuối, ở trong cái lãnh địa mà Yin tạo ra và Yin biến thành Lie ấy, thì bộ kỹ năng của Yin cũng được cường hóa, nhưng về cơ bản là cơ chế nó không thay đổi, nó chỉ thay đổi một chút xíu thôi. Cụ thể sẽ là như sau. Nhìn này, bước vào trong cái lãnh địa này, chiêu 1 thay vì lao đến là sẽ gây sát thương, gây sát thương liên tục luôn ạ. Này, gây sát thương gần như là liên tục. Rất nhiều sát thương được gây ra. Và cái chiêu thứ hai của con Yin ở trong nhân dạng chiêu cuối sẽ là lướt, kèm theo đó là làm choáng. Và cuối cùng, cái điều mà Mỡ muốn nhắc đến ở đây, đó chính là cái nội tại của Yin với cái tên gọi là để đó cho ta. Cụ thể ở đây, đó là nếu như trong phạm vi 4 thước, nếu không có đồng minh ở gần, sát thương mà Yin gây ra sẽ tăng lên 125%. Tức là cái vị tướng Yin này, như có thể khẳng định với anh em ở đầu video clip, cái chất tướng Yin này, anh ta sẽ có một cái lối chơi có thể nói gọi là đánh solo đơn độc mà không cần đến đồng đội để mà có thể phát huy được tối đa lượng sát thương của anh ta. Cụ thể sẽ là như thế này. Nếu như anh ta đánh một mình đúng không? Sát thương gây ra này, 253, 253, 253, 253 đúng không? Nhưng nếu như mà có thêm một cái tướng đồng minh đứng cạnh, sát thương anh ta sẽ xem nha. 205, 205, 205, 205, 205, anh em thấy không? Thì đây là cái điều mà anh em cần phải lưu ý khi mà chơi cái vị tướng Yin này. Và rồi thôi, không rông dài nữa, chúng ta sẽ bước vào một cái trận đấu thực chiến để xem sức mạnh của Yin sẽ là như thế nào nha. Yêu, what's up cho anh em đã một lần nữa quay trở lại đối với đó là gameplay về Yin. Và thật ra Mỡ vốn là đang định để cái hoạt cảnh đến từ cái phòng chờ của Yin cơ. Tuy nhiên là trông anh ta ở trong cái hoạt cảnh phòng chờ chưa được muốn tu chăm chút, nhìn nó hơi ngấn cào, tức là hơi ngáo cần một tí. Cho nên là Mỡ quyết định gọi là vào luôn trận đấu này. Và ở đây sẽ là gameplay về Yin, một cái vị tướng đấu sĩ để mà đi rừng, mang đến cho anh em đó là cái lối chơi cũng như là cái sức mạnh thực chiến của anh ta. Thì anh em lưu ý rằng là ở trong cái trận đấu này, có một cái điều mà Mỡ chợt nhận ra ngay lập tức rằng có một cái cực kỳ hợp với Yin. Đó chính là cái điểm tài năng ở bên bảng sát thủ, cái điểm tài năng tách biệt. Cái điểm tài năng mà khi mà cái vị tướng Yin này sử dụng sẽ cho đó là cái con Yin này cái lượng sát thương khi mà cái vị tướng này đi solo với người khác, tức là sẽ tăng 7% sát thương lên mục tiêu nếu như đối phương đứng một mình. Anh em hiểu không ạ? Đó, cho nên là cái bảng sát thủ điểm tài năng gọi là tách biệt sẽ là cái điều đầu tiên mà Mỡ nhắc đến. Còn thì như anh em có thể đang nhìn thấy, đó là ở trong một cái trận đấu thực chiến, khi mà cái điểm tài năng của bảng ngọc của anh em mắc, tức là cái bảng ngọc sát thủ ấy, thì bộ kỹ năng của Yin hồi chiêu tương đối nhanh. Và đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy được là khả năng farm rừng của Yin là cực kỳ nhanh. Bởi vì một cái bộ kỹ năng mà không bị phụ thuộc vào mana, cho nên Yin có được trong mình đó là một cái lối chơi cũng như là một cách di chuyển có thể nói là tương đối ổn, tương đối ổn. Và như anh em có thể đang nhìn thấy, mặc dù trong trận đấu này thì Mỡ bị tranh đi cho mình đó là cái con rừng, Mỡ bị tranh đi cho mình đó là cái con bùa đỏ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải gọi là chờ một khoảng thời gian nữa, bởi vì cái ngưỡng sức mạnh nó sẽ đến hơi muộn một chút xíu đến từ cái vị tướng Yin này, bởi vì chúng ta chưa có được cho mình đó là cái level 4. Ok, rồi thì Mỡ sẽ gọi là di chuyển lên đường trên ở trong cái tình huống này để mà xem gọi là có thể gọi là tham gia giao tranh được không. Và có lẽ rằng chúng ta sẽ vẫn phải chờ đến cái level 4 của Yin để mà có thể có được cho mình những cái rõ ràng đến từ cái chiêu cuối. Đây rồi, đã có được cho mình đó là cái kỹ năng đến lượt tôi rồi. Mỡ sẽ tìm cái mục tiêu để Mỡ nhốt vào để mang đến cho anh em đó là cái ngưỡng sức mạnh của cái vị tướng Yin này nha. Tuy nhiên thì tiện đường công tác chưa có ai nên là Mỡ quay trở lại cho mình đó là ăn đi cho mình đó là hai cái con sói xanh sói tím này để lấy cái bùa tím cái đã. Rồi, thì cái combo của con Yin này thì có lẽ rằng nếu như mà ở thời điểm hiện tại anh em đang xem thì chắc là nhiều anh em chưa biết đúng không ạ? Nhưng mà ở đây này, cố đấu lại Amon, chơi luôn, để đó cho ta. Chịu hồi đó là cái nhân dạng Lie ở trong cái pháo đài của Yin và solo kill rất nhanh chóng. Cái lượng sát thương cực kỳ kinh khủng đến từ bộ kỹ năng của Yin, kèm theo đó là cái điểm tài năng tách biệt đã tiến Amon lên bảng đếm số chỉ trong một nốt nhạc mà thôi. Để cho anh em thấy được rằng là wow,
Mobile Legends lại sản sinh ra một cái con đấu sĩ có thể nói là cực kỳ bệnh hoạn rồi anh em ạ. Ôi cái con đấu sĩ này khỏe quá, phải dám sức mạnh của Châu đi thôi anh em ơi. Và nói thật với anh em ý, là con Jin này thực sự phải nói với anh em, khi mà mỡ review qua bộ kỹ năng của Jin thì mỡ phải thừa nhận với anh em con tướng này khỏe thật. Bởi vì cái con Jin này ở thời điểm hiện tại đang là ông hoàng của cái việc bắt lẻ những cái vị tướng máu giấy, kiểu như là pháp sư hoặc là hỗ trợ hoặc thậm chí là xạ thủ. Đây là một cái vị tướng mà anh em hoàn toàn có thể sử dụng để có những cái tình huống băng trụ hạ gục đối phương là rất dễ dàng. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà băng trụ và hạ gục đối phương bằng cái chiêu cuối, cái kỹ năng đến lượt tôi ý, thì anh em sẽ cần phải cân nhắc để mà xem rằng cái lượng sát thương của anh em có đủ để mà hạ gục được kẻ địch đến từ trong cái chiêu cuối mà Jin chuyển thành Lee để mà gây sát thương lên kẻ địch không. Còn nếu như mà kiểu anh em máu đã ít mà anh em đã yếu, xong rồi anh em lại còn dùng chiêu cuối để mà kéo kẻ địch vào lãnh địa của cái con Jin này thì thôi đúng là cụ đi trận lạnh toát, đúng không ạ? Rồi, đứng dưới, đây, mợ sẽ cho anh em xem bật chiêu 1 ở đây áp sát, mục tiêu của mợ sẽ là vả lé nha. Và sẽ là gọi vả lé vào lãnh địa của đó là Jin, sẽ là trao đổi sát thương lướt kèm theo đó là làm choáng đến từ cái kỹ năng thứ hai Kim Luân thu về và mạng thứ hai của mợ trong cái trận đấu này. Anh em thấy cái cách chơi con này dễ đúng không anh em? Cái hiệu ứng làm choáng cũng như là cái sự cơ động, cùng với đó là cái mật độ di chuyển của cái con Jin này có thể nói là mang đến cho mỡ một cái trải nghiệm đến từ cái vị tướng đấu sĩ này tương đối tuyệt vời. Một cái vị tướng đấu sĩ cực kỳ dễ chơi và rất mạnh ở giai đoạn đầu game nếu như cái vị tướng này đi rừng. Còn dĩ nhiên là đi đường thì cá nhân mỡ vẫn đánh giá tương đối cao nha. Bởi vì anh em có thể nhìn thấy là cái khả năng cơ động và cái khả năng lao vào giao tranh, cái khả năng dồn sát thương của Jin có thể nói ở thời điểm hiện tại lúc mới ra mắt đang là cái mức cao nhất. Còn thì dĩ nhiên là trải qua từng bản cập nhật thì cái vị tướng Jin này sẽ được điều chỉnh lại cái ngưỡng sức mạnh sao cho nó balance hơn, balance hơn để mà được mang ra máy chủ chính thức. Chứ như thế này mang ra máy chủ chính thức thì chết anh em ạ. Rồi, đang làm cái pha tập trung rất đông người đến từ các thành viên tìm bạn ở đường giữa, cho nên là thôi, mỡ không dám dây, mỡ sẽ lùi về, regen một chút xíu, hồi lại đi cho mình đó là một cái lượng máu, rồi sau đó sẽ quay trở lại đối với cái giao tranh. Thì như anh em có thể nhìn thấy cái điểm, cái bảng ngọc tách biệt mang đến cho Jin một cái lợi thế cực kỳ kinh khủng. Khi mà cái vị tướng này có thể cô lập đi được một cái vị tướng ở trong gọi là team bạn, cho dù team bạn đứng đông bao nhiêu nhưng chúng vẫn bị cô lập nếu như bị Jin chọn là mục tiêu và sử dụng cái chiêu cuối đến lượt tôi và kéo kẻ địch vào lãnh địa của Jin, anh em hiểu không ạ? Đó, thì đang là những cái pha gọi là lườm rau gắp thì thôi, mỡ sẽ chọn mục tiêu để mỡ lôi vào lãnh địa của mỡ. Dĩ nhiên là cái con Pakito kia nó đang xanh thì mỡ không lôi nó vào được. Và anh em lưu ý rằng là khi mà mỡ lôi một cái mục tiêu vào lãnh địa của mỡ ấy, thì cái con Pakito hoặc là cái con nào được Angela nhập vào thì nó vẫn có hiệu ứng nha. Nhưng mà mỡ chưa thử xem là có lôi được cả hai vào không, nhưng khả năng cao là cũng chỉ lôi được một vị tướng vào thôi anh em ạ. Lát nữa mỡ sẽ thử xem có đây này. Mỡ sẽ demo cho anh em xem. Đó là lao ra giao tranh, lôi đó là Amon vào lãnh địa của mỡ, hóa thành Lee và hạ gục đi được anh ta trong một cái pha solo 1v1 khiến cho anh ta còn không biết làm thế nào để kêu cứu đồng đội của anh ta đây. Một cái pha có thể nói rằng là sức mạnh của Jin được thể hiện rất rõ ràng. Cái khả năng hồi máu đến từ bảng ngọc đi rừng cùng với đó là khả năng dồn đam đến từ cái nội tại kèm theo đó là cái điểm tài năng tách biệt của cái bảng ngọc sát thủ này nó đang đẩy cái lượng sức mạnh của Jin lên cực kỳ kinh khủng. Và như anh em có thể nhìn thấy được rằng là cái cách chơi của Jin đang rất là dễ dàng. Farm rừng rất nhanh chóng, khả năng đảo đường là ổn. Và quan trọng nhất là không hề tốn bất kỳ một tí mana nào, mà chỉ tốn ở đây đó là cái thời gian hồi chiêu thôi. Nội năng cũng chả tốn. Đây để mỡ cho anh em xem nha. Cái end mạng cũng rất dễ nha, lao vào áp sát vào vả lé này. Nhưng mà tình huống này thì mỡ không kịp dùng chiêu cuối rồi. Cái con này có thể nói là cái end mạng cũng cực dễ nha. Cái tình huống nào mà kiểu cái này nói for fun thôi, mà nếu tình huống nào mà anh em kiểu cảm giác như là bị két ý, anh em hoàn toàn có thể gọi là lôi cả địch vào lãnh địa của Jin hóa thành Lee và sau đó ăn mạng khiến cho đồng đội nó bị bất lực. Đó, cho nên là đâu đó mỡ thấy cái vị tướng Jin này cực kỳ phù hợp với cái kiểu chơi của mỡ. Rất phù hợp ở đây này. Có Amon, mỡ sẽ làm choáng Amon và sau đó gọi Amon vào lãnh địa của mỡ. Anh ta làm gì đây, anh ta có ẩn thân. Và thậm chí là ui, như vậy là theo thông tin chúng ta nhận được là mặc dù đã lôi nhau vào lãnh địa của Jin, nhưng những cái kỹ năng mang tính chất global, ví dụ như là cái chấn sơn của Yi Sang Xin, vẫn sẽ rộng đến được vị trí của đó là kẻ địch ở trong cái lãnh địa của Jin. Một cái điều rất là thú vị mà anh em có thể thấy được, đúng không ạ? Tức là nếu như mà kiểu kẻ địch ở ngoài, kẻ địch đồng minh ở ngoài lãnh địa, hoặc là kẻ địch của chúng ta, hoàn toàn có thể gọi là gây sát thương lên toàn bộ vị trí, chứ không chỉ riêng đó là cái lãnh địa của Jin là không gây tới đâu, có nha. Rồi vào đây này, mợ sẽ cho anh em xem cái cách bắt lẻ của một cái vị tướng pháp sư khi mà anh ta có đồng đội của anh ta đứng cung này. Mợ sẽ chờ cho anh ta hớ hình một chút xíu và sau đó mợ sẽ ra nha. Bật chiêu 1 để tăng tốc độ di chuyển để ra anh em nha.
Chiêu 1 được kích hoạt trong cái tình huống này, đó là cái kỹ năng cú đấm uy quyền, và sau đó nhốt đó là về vào lãnh địa của mỡ. Sát thương chiêu 1 là không chính xác lắm, nhưng chỉ cần làm choáng thôi, những cái cú đấm, những cái cú đá là cực kỳ tốn. Và sau đó là lại kích hoạt một lần nữa chiêu 1, có được cho mình đó là cái bàn thứ 5 ở trong cái trận đấu này đến từ Vail. Thì sau khi thoát khỏi cái chiêu cuối kìa, anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Trong vòng 8 giây tiếp theo, nếu như mà chúng ta hạ gục kẻ địch thì chúng ta vẫn có thể duy trì được nhân dạng của Yin ở trong cái lãnh địa đó là Lie. Trong vòng 8 giây, anh em nên nhớ rằng cái chiêu 1 của cái con Yin này ở trong cái lãnh địa ấy thì nó sẽ là đứng yên và gây sát thương. Và nó sẽ gây sát thương cho đến khi là kỹ năng này kết thúc, hoặc là anh em kéo cái nút cần gạt để di chuyển. Và đây là Paquito bị mỡ lôi vào lãnh địa trong cái sự bất lực của đó là Angela, không thể nào có được cho mình cái tình huống can thiệp để giúp đỡ đến từ vị trí của người chơi hỗ trợ bên phía của team bạn. Và ở thời điểm hiện tại, dồi ôi, mắc ping luôn. Thì ở trong cái trận đấu này, mỡ cũng sẽ chia sẻ cho anh em cái set trang bị, có thể nói là nếu như mà cái con Yin này không bị thay đổi quá nhiều thì đây sẽ là cái set trang bị của Yin để mà áp dụng ở trong những cái trận đấu thực tế, anh em hiểu không ạ? Rồi ở đây này, làm choáng được Vail, Vail bị đấm cho như con, sát thương đến thì tách biệt là quá lớn. Và đó là cái tình huống mà mỡ không kịp đưa đó là Vail vào lãnh địa của mỡ, nhưng không sao, không được đưa được Vail vào thì mỡ đưa đó là Amon. Amon lên bảng điểm số, danh hiệu thất thần thánh đã thuộc về cho mỡ, mạng thứ 7 của mỡ ở trong cái trận đấu này. Về cơ bản là cá nhân mỡ, đây nói thật với anh em, đây chắc chắn là tướng tủ của mỡ rồi. Một cái vị tướng chuyên dành cho những cái người solo rank, đó chính là Yin, cái vị tướng mà cực kỳ thích solo kill. Có thể nói là cái vị tướng này nếu như mà không bị sửa quá nhiều ý, thì mỡ sẽ sử dụng cái vị tướng này có thể nói với anh em là cực kỳ nhiều luôn. Bởi vì rõ ràng là chúng ta có thể thấy được rằng cái cách chơi của cái con Lie này ở thời điểm hiện tại có thể nói là đang gọi là rất là theo kiểu hổ báo cáo trồn, đúng không ạ? Rồi ở đây, nhóc nhồng lên đến từ vị trí của mỡ, nhưng mà cái tốc độ di chuyển của mỡ là không đủ để mà có thể áp sát được Vail, kèm theo đó là đưa anh ta vào lãnh địa của mỡ và hóa thành Lie. Và thôi không sao, mỡ sẽ lên thăm hỏi đó là Uranus ở trong cái tình huống này. Anh ta có những cái tình huống di chuyển, anh ta không biết rằng có mỡ lên và mỡ hóa thành Lie ở đây. Máu của anh ta là cứng 5.003 máu, nhưng mỡ có điểm tách biệt sát thương gây thêm tăng theo phần trăm và đấm anh ta thoát ra được khỏi ngoài lãnh địa của mỡ, nhưng sát thương bồi thêm là đủ để mỡ tiễn đó là Uranus lên bảng điểm số. À, anh em thấy không ạ? Thì cái thời gian ở trong cái lãnh địa được Yin tạo ra thì về cơ bản ở trong game họ có ghi rõ là chúng ta sẽ có 8 giây ở trong lãnh địa. Cho nên là nếu như mà anh em đã xác định và lao vào trong một cái đám đông ấy mà anh em không thể nào hạ gục đi được cái địch trong vòng 8 giây thì chúng ta nên tính những cái bước tiếp theo. Có thể ở đây đó chính là cái việc chúng ta tìm cách để mà chúng ta chạy, hoặc là có cách là chúng ta gọi là dồn đam cùng đồng đội. Và mỡ có chơi một cái trận mà team bạn có Yin rồi, thì khi mà chúng ta sử dụng cái vị tướng Yin này và gây sát thương ấy thì tức là triệu hồi cho mình đó là cái chiêu cuối, thì rõ ràng là chúng ta ở trên minimap chúng ta vẫn nhìn thấy đồng đội của chúng ta, anh em ạ. Rồi vào đây, gọi Vail vào đó là trong cái lãnh địa của mỡ, và sau đó sử dụng cái chiêu 1 dồn ra tường, Vail cụ đi chân lạnh toát, và mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ 10 ở thời điểm phút thứ 10. Trận đấu này thì team bạn thực sự phải nói với anh em là vô cùng no hope rồi, khi mà mỡ cứ gọi là đi găm những cái mục tiêu mà mỡ cá nhân mỡ cho rằng là nó dễ lôi vào trong cái lãnh địa thôi, chứ bây giờ chẳng ai gọi là dở hơi biết bơi lại đi lôi những cái con như kiểu Paquito vào đánh cho nó khó, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây là mỡ lôi luôn, bởi vì anh ta còn quá thấp máu, lôi xong thì anh ta lên bảng điểm số, cũng là lúc mà Angela phải bị nhảy ra, Angela bị đó là Irithel hạ gục, và sau đó là mỡ cùng Irithel dồn sát thương lên đó là cái vị tướng Uranus, làm choáng được anh ta đến từ hai cái kỹ năng, và đó là cái mạng thứ 11 của mỡ. Và dồn sát thương mỡ đến từ vị trí của Amon nhưng không ăn thua cho lắm, và mỡ có được cho mình một cái pha lùi về không bị hạ gục ở trong cái tình huống vừa xong. Chỉ mỡ kìa anh em kìa, cheater Yin kìa anh em kìa. Thật ra là bởi vì Angela chưa biết bộ kỹ năng của cái con Yin này, và về cơ bản là mỡ xanh quá cho nên là người ta chửi thôi. Chứ nói thật với anh em ý, khi mà anh em đã được tận tay trải nghiệm cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Yin này rồi thì có thể nói với anh em ý là cái lượng sát thương đến từ cái con Yin này và cái lối đánh của con Yin nó thực sự là quá dễ dàng và quá đơn giản luôn anh em ạ. Và đó là toàn bộ những cái chia sẻ đến từ cái bộ kỹ năng của mỡ, và ở đây mỡ sẽ tìm góc để giao tranh và lôi một cái vị tướng vào nha. Khả năng cao bây giờ mỡ lôi Paquito vào cũng được, mỡ lôi Paquito vào cũng ok. Và như anh có thể thấy khi mà mỡ lôi Paquito vào ấy thì Angela cũng có được cái hiệu ứng bên trong luôn, nhưng mỡ chưa kịp nhìn thấy là có dùng skill gì không anh em ạ. Mỡ chưa kịp nhìn thấy có nhìn cái skill gì không, mà thôi không sao. Quay trở lại được cái diễn biến ở trong cái trận đấu này, có Uranus ở đây, mỡ muốn lôi Vail vào nhưng mà anh ta kịp nhanh trí hất tung mỡ lên, mỡ sẽ lùi về và mỡ lôi luôn cả đó là Uranus vào này, dồn sát thương Uranus bay màu ở trong cái tình huống này, và mạng thứ 12 của mỡ thoát khỏi đó là cái chiêu cuối lãnh địa và vẫn giữ cho mình đó là cái nhân dạng Lie. Cái nhân dạng này thì anh em có thể nhìn thấy khả năng dồn sát thương là khá thốn, và cái combo ở trong lãnh địa của cái con Yin này thì anh em có thể nhìn thấy rất là đơn giản, đúng không? Đó là chúng ta nếu được chúng ta làm choáng cái địch và sau đó chúng ta đập chiêu 1, đấy là cái combo ở trong lãnh địa của đó là Yin.
Còn combo bên ngoài thì rất đơn giản thôi, anh em dùng chiêu 1 để áp sát, sau đó anh em lướt ra sau lưng của kẻ địch để chúng làm choáng. Đó, chiêu 1 ở bên chiêu combo bình thường sẽ là chiêu 1, chiêu 2, đúng ạ? Và sau đó là đến chiêu cuối. Còn combo bên combo ở trong cái chiêu, ở trong cái lãnh địa của Yin sẽ là chiêu 2, chiêu 1. Đó, nó chỉ là ngược lại thôi. Nhưng về cơ bản mình nghĩ rằng cũng không đến mức mà cái con Yin này nó sẽ cần phải làm theo kiểu đúng lập trình và đúng thứ tự là như vậy đâu. Và rồi, quay trở lại được cái diễn biến ở trong cái trận đấu này đi. Thì Mỡ đang có một cái KDA nó tương đối xanh chín, khiến cho team bạn có lẽ rằng cứ nhìn thấy Mỡ là họ đã phải rụt hết cả vòi lại rồi anh em ạ. Team bạn thì liên tục là những cái tình huống gọi là chửi Mỡ anh em kìa. Cứ nhìn cái gì không biết, bảo tôi hack thì ông chơi thử cái con này đi. Và ở đây Mỡ nhồng ra phía sau, nhốt đó là Veil vào lãnh địa của Mỡ. Và sau đó dồn ra tường, hạ gục đi được Veil. Veil bay màu trong sự bất lực của những người đồng đội của anh ta. Và ở đây là có Amon, anh ta muốn hạ gục được Mỡ, nhưng Mỡ tương đối cứng, đang ở trong nhân dạng Lee. Và sau đó Mỡ lướt vào áp sát, dồn ra tường, bay màu Amon chỉ trong tích tắc. Và sau đó tiếp tục nhồng ra phía sau. Ở đây là có, đó là cái vị tướng Uranus, sẽ là đánh tường thôi. Uranus không thở nổi và mạng thứ 17 của Mỡ ở trong cái trận đấu này, kèm theo đó là cái con lót nó đang lao thẳng vào nhà chính của team bạn. Mà Mỡ sẽ cho anh em xem cái phần chất của con Yin này nha, sẽ là nhảy thẳng vào nhốt Angela vào trong nhà chính của bên phía team bạn. Và hơi lag bị trói chân, dồn ra tường, hạ gục đi được đó là Angela, kèm theo đó là sự bất lực của Paquito và kết thúc trận đấu này tại đây. Ở trên đây là toàn bộ video clip mà Mỡ muốn mang đến cho anh em, đó là phần nào gameplay của Mỡ về cái vị tướng đấu sĩ mới Yin vừa mới được cho ra mắt ở trong máy chủ thử nghiệm ngày hôm qua. Nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho Mỡ một like và ký kênh. Hẹn lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo nha. Peace.